chào bạn, mình là Hoàng Anh và đây là kênh chia sẻ về CG và Motion Design của mình ờ, Ở bài này thì chúng ta đã tiếp tục cái công việc còn dang dở ở cái phần trước đó là chúng ta đã từng texture cho cái sản phẩm này thì chúng ta đã có được một cái phần animation được simulate bằng physical và chúng ta đã có được cái hình ảnh của cái nhân vật chính của chúng ta đấy là những cái candy sphere ở đây và những candy sphere này chúng ta đã thành công trong cái việc của chúng ta random cái kích thước của nó thì cuối cùng chúng ta sẽ là tích trở nó và khiến cho cái scene trở nên đẹp đẽ hơn và đây mình đã có để một cái đèn để chúng ta có thể test được cái scene thì chúng ta có thể đặt tên nó là đèn 01 này và mình có thể là duplicate nó lên bằng cách là sử dụng con uh, Ctrl C, Ctrl V hoặc là Command C, Command V trên uh, Mac và sau đấy thì mình sẽ out ra khỏi camera và có thể là di chuyển nhẹ nhàng cái phần đèn này đi sang phía bên này để tạo ra hai lớp đèn hai bên và sau đấy thì mình sẽ active cái phần khung render thì bài trước mình đã nói về cả sử dụng cái Redshift và đây mình đã đốc cái phần render review ở phía dưới này thì đây là khung cảnh của chúng ta à, các bạn cần để ý một tí là à, đối với cả cái khung record này mình không biết là các bạn có nhìn rõ ràng hay không tuy nhiên là hiện tại trong cái khung mình nhìn thấy là cái phần viền của cái quả bóng của chúng ta nó đang bị răng cưa và chúng ta cần một cái thủ thuật ở cái phần object parameter trong cái vật thể à, đây vào Redshift object này chúng ta phần testation và chúng ta bật cái testation lên và sau đấy chúng ta có thể giảm cái phần minimum x length cũng như là cái phần maximum subdivision chúng ta không cần thiết phải subdivision quá nhiều chắc là tầm 1 này là nó sẽ vừa phải hiện tại nó đã tương đối smooth rồi và công đoạn tiếp theo của chúng ta đấy là chúng ta tích chờ về cái mặt màu sắc tích chờ mặt màu sắc thì trước hết là mình sẽ làm một cái tích trở rất là cơ bản cho phần mặt sàn thôi và sau đấy là chúng ta đặt tên nó là floor trong trường hợp các bạn không tìm thấy cái context này, các bạn chỉ cần nhấn vào đây, các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta có thể đi qua các context khác nhau. ở đây chúng ta có object đây, mat, mat viết tắt cho material. phần material của chúng ta đã chọn là reship material builder và mình cần có cái builder này, mình đi vào phía bên trong và mình sẽ tạo ra là reship material và mình sẽ cắm vào trong phần surface này đây. ở ngoài thì phần floor và phần render này thì mình sẽ chọn được cái material của mình mong muốn đây là floor hiện tại mình floor mình đang rất là bóng bẩy và mình sẽ thay đổi một thông số một tí tức là cho nó một cái màu sắc có thể là một cái màu sắc như thế này và cùng đấy là chúng ta sẽ giảm rất là thấp cái cường độ của cái phần reflection cái phần mặt sàn này tiếp đến là chúng ta cần texture cho cái bóng và chúng ta sẽ làm điều tương tự đấy là tạo ra Recipe Material Builder và bên trong chúng ta sẽ sử dụng là Recipe Material lần nữa mà chúng ta sẽ cắm vào phần surface và khi mà chúng ta apply vào cái texture này cho cái cục sphere thì đối với một khung cảnh như thế này nếu các bạn là một người đơn giản các bạn chọn màu và mà chúng ta có thể thêm một ít về mặt rough red như vậy à, nếu các bạn đơn giản các bạn nghĩ rằng ok như vậy là xong rồi thì các bạn có thể kết thúc cái bài, phải, bài của chúng ta ở đây Tuy nhiên là nếu như mình thì mình nghĩ là nó sẽ rất là thú vị thì chúng ta có thể là có được những cái màu sắc khác nhau cũng như là có thể là tạo ra một vài cái vệt lên trên bề mặt của cục sphere này. Thì trước hết về cái vệt đấy, các bạn có thể sử dụng RAM. Chúng ta nhìn lại qua đây và chúng ta sẽ xem xem là cái phần RAM này cho chúng ta kết quả gì. Thì cái RAM này mình cần tương tác vào màu sắc thì mình sẽ cắm một phần diffuse color. Ngay lập tức các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ có một phần đen và một phần trắng và mình muốn cái phần này nó sẽ tương đối gắt như vậy mình sẽ sử dụng cái constant mình chọn cả hai nốt nó giữ ship à, giữ control và giữ ship các bạn chọn cả hai nốt và chọn constant và bây giờ mình sẽ kéo về như này và sẽ có được hình ảnh của chúng ta và bây giờ tôi thì cần đổi cái màu ở đây thế các bạn hoàn toàn có thể là điều khiển cái vùng này ra vào cũng như là chúng ta thêm một cái nốt ở đây chẳng hạn đó bạn kích vào phần giữa này bạn sẽ thêm được những nốt ở đây thì sẽ có được những hình ảnh như thế này thì đây là một trong cái cách rất là hay để mình có thể uh, khiến cho hình ảnh của chúng ta những uh, sự random nhất định trong cái uh, texture nó tạo ra sự thú vị cho cái uh, sản phẩm cuối cùng. Uh, tuy nhiên là mình không muốn là chỉ sử dụng lại một ram. Uh, vậy mình muốn sử dụng uh, nhiều ram thì mình như thế nào? Uh, đối với việc mà các bạn sử dụng việc copy to port như thế này ấy, thì trong một vài cái tutorial trước đây của mình về houdini thì mình đã nói về việc là chúng ta sử dụng cái switch node. Tức là đối với cái switch chúng ta có thể là switch giữa ba quả sphere cũng như là ba vật liệu cho nên trong trường hợp này thì mình không muốn là tạo cái switch nốt đấy vì mình cảm thấy là việc là đi vào từng nốt một xong đổi màu nó rất mất thời gian mình muốn là switch cái màu đấy dựa trên đúng cái số point index và mình muốn là tạo ra ba vật liệu để nó có thể là random à, dựa trên cái số này thì khi mình nhấn vào số lượng point này, mình sẽ nhìn qua phần copy to point thì mình sẽ nhìn thấy rằng là cái phần uh, mỗi một cái Po này mình có một cái số khác nhau Và cái màu sắc nó sẽ dựa trên cái số này Nó sẽ random Redshift có khả năng đọc được attribute của Houdini Và các bạn đọc cái đấy bằng cách là sử dụng uh, uh, user data Ở đây mình sẽ có là color user data, integer user data, Scala và Vector uh, Đây thì mình cần là integer bởi vì là cái phần switch của chúng ta ấy, nó là integer Tất cả những số index number nó là integer và mình đang có 3 vật liệu mình mà muốn switch giữa ba màu khác nhau vậy thì mình cần giới hạn là dù nó có là thằng 3, 4, 5, 6 này nữa thì nó cũng phải nhảy về giữa số 1, số 2, số 3 hiện tại thì trong hệ thống máy tính nó đếm từ 0 vậy thì mình cần nhảy giữa về số 0, 1 và 2 3 nó đã trả về 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2 và nó sẽ random giữa toàn bộ cái hệ thống như vậy và ở đây thì mình sẽ có được một cái nốt nữa đấy là Shift Shader Switch và mình sẽ sử dụng cái user data này và mình cắm vào cái phần selector đó và để kiểm tra được điều này ấy, thì chúng ta có thể làm một cái điều đơn giản như thế này mình sẽ cắm vào Alt color trước này sau đấy thì sẽ tạo ra 01 này 02 và 03 sau đấy thì mình sẽ đổi cái màu sắc này nó một tí mình sẽ control và chọn tất cả là màu cam mình đổi nó sang màu xanh chẳng hạn và tương tự mình giữ control cho tất cả các màu cam ở bên này mình đổi nó sang màu uh, hồng hơi sậm một tí đây 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 có thể là đổi màu uh, từng tương một chút như vậy thì trước hết chúng ta cần một cái attribute ở phía bên shop để có thể điều khiển được cái selector này đó thì hiện tại thì mình đang ở đây rồi và mình sẽ cắm nó vào đây sau đó mình sẽ đặt tên cái attribute này nó sẽ là selector ok hoặc là một cái tên ngắn gọn như kiểu là select thôi ở à, đây thì mình đang thiếu cái attribute đấy nếu các bạn nhìn vào cái spreadsheet của mình khi mình chọn ở đây này mình chỉ có p có position thôi mình không có cái attribute đấy vậy thì mình cần tạo ra cái attribute đó thì cái cách đơn giản nhất để tạo ra attribute đấy ấy, thì mình sẽ sử dụng là point rango mình sẽ để ở đây ok và khi mà cái boy Rango này nó để ở đây ấy, thì mình sẽ đặt tên nó là set selector. Đầu tiên chúng ta sẽ khai báo là cần một cái integer đúng không ạ à, và chúng ta cái tên của cái attribute integer đấy nó sẽ là select trùng với cả cái tên ở bên ngoài mình đã đặt rồi. Tiếp theo đấy nữa là mình cần cái uh, uh, số random đúng không ạ? Random thì có cái hàm random là run, đóng mở ngoặc như thế này và mình cần random điều gì mình cần random cái số pt5 đấy là cái số point number đó chính là cái số này này đó, 0 1 2 3 4 còn nếu bạn sử dụng là 5 pt tức là nó sẽ là tổng số point còn pt5 nó sẽ là cái số này đọc trên từng thằng một Tuy nhiên một điều chúng ta biết rằng là cái random a à, còng pt5 này nó sẽ trả ra kết quả là từ 0 cho đến 1 đó chính vì thế nếu chúng ta muốn trả ra cái kết quả là từ 0 cho đến 3 thì chúng ta sẽ cần phải là nhân với 3 ở đây đó và cái đấy chúng ta sẽ có được những cái số như thế này 1, 0, 2, 0, 3, 0 như thế này thế nhưng mà bạn nhìn thấy là cái dấu ngã này ở đây này thì thực ra nó là báo là các bạn đang khai báo integer thế nhưng mà random thì nó ra kết quả float trong trường hợp này nó vẫn có thể hoạt động đó. các bạn nên quy đổi nó về một đơn vị uh, là integer bằng một cái hàm như kiểu dạng là floor hạn đó thì các bạn sẽ quy đổi toàn bộ cái phần này về integer và nó sẽ không báo lỗi nữa. Đó, thì floor là nó sẽ lấy cái giá trị ở phía dưới, còn được cái hàm ceiling thì sẽ lấy giá trị ở phía trên. Ở đây thì mình sẽ thêm một cái số bất kỳ thôi, tôi gọi là cái số seed để mình có thể là nhảy được cái đám này. Thì có thể là mình tạo ra một cái channel uh, integer chẳng hạn. Đó, và mình đặt tên nó là seed và mình sẽ drop down nó xuống ở đây thì khi bạn nhìn này bạn nhìn cái bảng ở phía bên dưới này khi mình đổi cái sheet này ấy, thì tự động là số nó sẽ thay đổi uh, đây sẽ là một cái trick cho cái cách mà sử dụng cái attribute với cả Redshift thì uh, Redshift thì không đọc cái phần pack and instant này sẽ uh, không đọc cái phần uh, attribute transfer selector thì mình thử vậy thì mình sẽ có một cái cách khác để có thể là input cái lượng attribute vào đây nhưng vẫn đảm bảo cái pack and instant ở uh, cái đầu ra của nó thì cụ thể ở đây ấy, thì mình có thể là bỏ cái phần Pack and Instant ở đây. Và mình sẽ nhìn thử xem là cái điều gì sẽ xảy ra. Sẽ bỏ qua cái Point Number này. Và mình sẽ nhìn thử xem. Hiện tại bạn thấy đó, nó đã random rồi. Thế nhưng mà khi mà chúng ta sim ra, đi qua cái đốp Sim này ấy, thì nó không random nữa. Và đấy là mình sử dụng cái phần Pack and Instant. Thế thì để chúng ta có thể sử dụng được cái hệ thống này ấy, thì mình sẽ drop down ngay cái phần Material nó ở vị trí này đó Và sau đấy mình sẽ chọn cái vật liệu này Mình sẽ bỏ chọn nó ở phía ngoài Các bạn có thể chọn ở trong, ở ngoài Và cuối cùng thì mình sẽ qua một nốt là Assemble Assemble thì có một cái tính năng rất là hay Đấy là Create Pack Geometry Và nó create cái Pack Geometry dựa trên từng object riêng lẻ Và khi chúng ta create cái Pack Geometry này thì ngành chúng ta không thay đổi tức là toàn bộ cái thông tin này ấy, nó đã được chuyển vào trong phần pack geometry đó thì ở cái phần trước ấy là khi chúng ta pack ở phần bên trên này ấy, chúng ta chưa pack cái thông tin về mặt material đó. và khi chúng ta chưa pack thông tin về mặt material thì đương nhiên là hệ thống nó sẽ không thể đọc được đó. thì đấy là cái lý do mà recipe nó không tương tác ở cái phía này rồi bây giờ thì mình sẽ resim lại toàn bộ cái hệ thống này với cái material cách là Reset Simulation này, và chúng ta sẽ Play Nó sẽ vẫn chạy ra bình thường, vẫn đầy đủ hệ thống chúng ta Và chúng ta có thể uh, preview được với nhiều màu sắc khác nhau như vậy Ok, và cuối cùng thì là thêm một uh, ít cái lượng ánh sáng nhỏ nhẹ đến từ uh, Doom light và sử dụng là H, ảnh HDRI Đó, và nó sẽ đó, bù một chút ánh sáng cho khung cảnh và bây giờ chúng ta đã sẵn sàng cho vấn đề render rồi nếu các bạn thích ấy, thì các bạn có thể sử dụng cái đốp uh, depth ở trực tiếp bên trong Houdini uh, ở đây chúng ta có thể là bỏ cái Houdini camera focus and f-stop này bởi vì khi các bạn bật cái này ấy, nó sẽ hoạt động dựa theo cái thông số ở đây chúng ta có thể chỉnh ở đây cũng được à, mình focus về hai hay là thậm chí focus về một sẽ trả về đây và mình có thể là giảm cái f-stop nếu các bạn uh, biết về uh, những ảnh ấy thì đây sẽ là một trong những cái bài break tích rất là hay như vậy uh, 1.4 này thì cái lượng phiếu sẽ nhiều ok thì đấy là cái cách mà chúng ta sử dụng cái độ ngay bên trong cái khung của Redshift uh, trong trường hợp của mình làm ấy thì mình sẽ thích cái việc là mình com nhiều hơn chính vì thế thì mình sẽ bỏ nó ra và mình chỉ bật cái phần ánh sáng ở đây thôi phần quản lý cái ánh sáng này mình sẽ boost cho nó thêm một chút cái ánh sáng tiếp theo đấy thì mình sẽ check cái phần render setting phần render setting ở đây thì mình đã có set sẵn một cái setting về AOV basic như thế này AOV nó là multipass các bạn cần out ra một vài cái pass như kiểu là zdev và motion vector để chúng ta có thể là com được lúc mà chúng ta đi ra phần mềm com setting và ở phần uh, light thì mình sẽ override cái uh, uh, sample cho cái ánh sáng chúng ta để là năm mười và chúng ta có thể là giảm cái lượng sample ở đây xuống bởi vì là cái sample chủ yếu đến từ đèn rồi chúng ta vật thể tương đối đơn giản nó chỉ là diffuse và specular thôi không quá phức tạp rồi có thể tăng sample đèn và giảm sample tổng xuống tiếp theo phần global illumination này thì mình sẽ giảm xuống là 16 sáu thôi ở khung này gi không tính toán quá nhiều rồi phần AOV mình đang có beauty của ZDepth và Motion Vector và đó là toàn bộ tất cả những gì mình out và khi các bạn sẵn sàng cho cái vấn đề mà out ra như này rồi ấy, thì mặc định đây đã có là phần render frame range rồi phần main của mình ấy, thì nó sẽ có là chọn camera render này cũng như là cái resolution cuối cùng ra như là làm sao và phần output mình sẽ có phần file save như này à, uh, ở Huini thì nó sẽ xây dựa theo syntax và syntax ở đây chúng ta sẽ có là đô la hip name tức là cái tên của cái uh, file này thế thì chúng ta sẽ có là đô la f mặc định sẽ là đô la f mà thôi đô la f sẽ là frame Nó sẽ đếm số frame là 0 1 2 3 4 5 6 và nếu các bạn muốn giữa kiểu dạng là frame 0 0 0 1 thì các bạn thêm số bằng sau cái số 4 này tượng trưng cho là bốn ký tự đó vậy thì mình sẽ có là frame 0 0002, 0003, 0004, sẽ có bốn số như vậy Và khi chúng ta sẵn sàng Chúng ta nhấn nút là Render to DX Và chúng ta sẽ sẵn sàng xong cái việc mà chúng ta com Thì đấy là tổng quan hết tất cả những gì chúng ta thực hiện bên trong Houdini Rồi, vậy thì đây là sẽ kết thúc cái bài Candy Sphere của chúng ta Và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong những cái bài tựa rất là thú vị sắp tới Và rất là phù hợp cho bạn nào muốn uh, tham gia được một sự dài trong Houdini 拜拜。<Bye. S 2>